Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ khoảng đêm ngày 10 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng với cường độ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Sau đó, khoảng ngày 14 đến ngày 19 tháng 10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi tiếp tục đón mưa vừa, cục bộ có mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng vùng trũng thấp và sạt lở đất, lũ quét tại vùng núi. Tại khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ khoảng ngày 12 ngày 13 tháng 10 cũng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khoảng ngày 14 ngày 15 tháng 10, khu vực Tây Bắc Bộ khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, do gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình nên nhiều ngày tới khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.